hai anh em bạn đi đến đây thì xe máy không đi điểm nữa các bác ạ, phải bỏ lại đây thôi, đi bộ. Lộc cũng gửi cho vợ chồng một bao gạo nhé. Xin anh á. Đây là xin cô Hà Nội đấy. Xin cô nhé. Đây là thịt, đây là hai cân thịt nhá, hai cân rưỡi. Đây là hai cân rưỡi thịt nhá. Đây là hai cân rưỡi nhá. Đây là đây cho hai vợ chồng. Xin cô nhá. Đây là gửi phần quà của cô ở dưới Hà Nội, là có gửi ít tiền cho anh. Mua một bao gạo này với lại hai cân rưỡi thịt cho hai vợ chồng à. Bởi vì cô bảo là xem hai vợ chồng rất là khổ à. Không có rau ăn, với lại không có cái gì để ăn. Đây là cô Hà Nội gửi cho hai vợ chồng nhé. Mình lấy mua gạo cho hai vợ chồng nhé. Em rửa hai ba lần nước cho sạch sạch nhé. Luộc thì là cho muối trước nhá. Ừ, thì khi mà thịt chín thì canh nước nó mới ngon, nó mới ngấm vào thịt mới ngon nhá. Ừ. Chỉ có mấy cái tô như này thôi. Mấy cái tô nhựa thì thôi. Cái thằng là thấy hai vợ chồng toàn ăn bằng thìa, hóa ra là gia đình không có bát ăn các bác ạ, không có bát cơm với lại không có đũa, cho nên là hai vợ chồng bữa nào Mỹ Linh vào đây thì cũng gặp ăn trưa với ăn tối thì cũng toàn ăn thìa thôi. Đấy. Thì lấy cái kia đi. Ờ, lấy bao đấy. Cái bao này 10 cân à? Cũng là 150 à? À, quay sau đi xem mà đủ 10 cân đâu. Không có số đâu nhỉ. Cái này 10 cân đúng không? À. Em cho lên cân à, sẽ đủ 10 cân không? Cho 5 luôn. Đấy. À, cái này 10 cân à? Ở đây mã số đây 10 cân đấy rồi. Được rồi, đây em mua bao này. Đó phải lấy cái túi kia. Thế cái tiền với. Cái này 150 đúng không? Ủa, rồi, rút tiền. 150. 150 rồi. Em mời hộ anh bê lên xem. Này để giữa mình ôm thôi. Em đội mũ à. Xong là mình bây giờ mình đi mua thịt. Thịt quay. Bây giờ mình đi mua thịt. Em dưới đây tí giờ xuống đổ. Đấy dưới. Rồi giờ mình bắt đầu đi mua thịt. Chào bà chủ. Cái thịt là vai bao tiền đấy? Vai mà. 60 à? Ừ. Chị lấy cho em đủ 150. Ừ. Chị cắt cho em đủ 150 nhá. Lấy cái vai ấy. Ừ. Mày đi ra chuyển miệng. Đâu em đi hôm nay đi gửi quà hộ bà bác ở dưới Hà Nội mà. Ờ đi, bỏ nghe lợn đi theo em. Xem đi xách đồ cho mày nữa. Ờ, xách lợn, chị mổ lợn thì xách đi quá tốt rồi nữa. Là bao nhiêu chị nhờ? Hả? 2 ký mấy? 2 cân rưỡi. 2 cân rưỡi à? Rồi. 2 cân rưỡi là 150 đúng không? Rồi. Rồi. Đấy, rất là
Chị đã rất tốt bụng các bác ạ. Mỹ Linh hay mua thịt quen ở đây. Chị có nói là mua từ thiện thì chị cũng lấy rẻ thôi, không lấy đắt như một số gọi là bạn khác. Em gửi tiền đấy. Được rồi, em xin. Đây, Mỹ Linh mua ít thịt đầy các bác ạ. Đây là 2,5 cân. Đấy, hai anh em bạn đi đến đây thì xe máy không đi được nữa các bác ạ, phải bỏ lại đây thôi, đi bộ. Đây thì có một đoạn đường cũng khá là xấu các bác ạ. Đi cũng rất là vất. Mới chỉ phao rồi. Ê, một đoạn đó nè. Ừ. Đấy, bà chị còn nói là cũng ở trong xóm này đi ra để mua ít thức ăn các bác ạ. Bởi vì là đường ở đây là rất là khó, không đi được xe máy, rất là dốc các bác nhé. Chẳng qua là nhìn qua màn hình điện thoại thì mình cầm thì điện thoại phóng về thì các bác nhìn vậy thôi, chứ đường rất là dốc. Cái đoạn này dốc kinh khủng lắm các bác ạ. Đấy, cho nên là cứ phải đi 3 cây số để đi mua thức ăn cho gia đình các bác ạ. Đấy, đường rất là gồ ghề. Đây có một cái thôn bản cũng rất là đông bà con ở ngoài này các bác. Ở đây phải nói là cái thôn xóm này là ở cái vị trí là cao nhất là các bác ạ. Đấy, ở dưới này thì vực rất là sâu, rất là nguy hiểm. Anh em đi cả một buổi sáng rồi giờ mới đến đây. Cũng rất là may mắn là hôm nay là trời phù hộ là không mưa. Nếu mà mưa thì thật sự là anh em cũng không biết gì, không biết đi kiểu gì. Anh em hiện tại đang đi vào một quán đường rất là xa các bác ạ, toàn đi đường rừng, đường núi thôi. Đấy, ở những cái con đường mòn như thế này cũng chẳng ai nghĩ đến là đây là một con đường đi lại của bà con ở trong cái thôn bản trong kia các bác ạ. Bởi vì con đường này cỏ hai bên đường mọc rất là rộng, cho nên là sẽ không ai nghĩ là đây là một con đường đi vào một cái thôn bản, bởi vì rất là xa nữa. Cao nhất em nhờ, mình đang đi ở trên sóng núi nhờ. Cao thế, cao lắm rồi đấy. Hiện tại là anh em đang vừa đi vừa nói chuyện bảo là anh em đang ở cái đỉnh sóng núi rồi các bác ạ, rất là cao rồi. Đấy, cao ngang bằng với núi rồi các bác ạ. Đây, rất là cao luôn. Đấy, anh em đang vị trí cao nhất đấy. Bởi vì không hiểu tại sao bà con trong cái thôn bản này ở một cái vị trí, một cái nơi cao như vậy mà đi ra huyện thì cũng rất là vất các bác ạ. Đấy, em thì vác có 10 cân gạo một bao mà đi từ ngoài kia về toát mồ hôi bởi vì lên dốc quá, đổ vai liên tục. Đấy, trên này là mây rất là bắt đầu bay về các bác nhá. Đấy, sắp đến nhà bên ở trong cái thôn bản bên kia rồi. Ô, còn xa thế, đi máy không biết đến, rất là vất vả các bác. Đúng rồi, em đã bảo là phải đi về càng đi càng xa, toàn đường rừng thôi, đường mòn đấy các bác ạ. Hiện tại thì là Mỹ Linh cũng đã đến nhà hai vợ chồng 12 tuổi rồi các bác ạ. Đây là được trao phần quà của một cô ở dưới Hà Nội có gửi ít tiền cho Mỹ Linh để một ít gạo và ít thịt cho hai vợ chồng. Nghe chưa bò? Ừ, đi lố kìa. Ờ, mới chứ mà lò. Ờ, đây là con đường đi vào nhà hai vợ chồng đấy các bác ạ. Nhìn chui qua cái khe này rất là nhỏ. Đấy, đây là cùng có thằng em cũng đi cùng Mỹ Linh để anh em xách đồ đi vào đây. Con đường đi vào nhà hai vợ chồng cũng rất là vất vả các bác ạ.
Em cẩn thận vào đầu nhá, cái kia thấp lắm. Đấy, chỗ này đi rất là vất vả. Cái plon này thò ra hơi dài, cho nên là cũng phải cúi, không là sẽ vào đầu đấy. Cẩn thận em nhá, cái này thấp lắm. Anh bị cộng đồng mấy phát ở đây đấy. Đúng rồi, đi xuống đấy. Đây là nước uống, nước ăn của hai vợ chồng đấy các bác. Đây hứng nước đấy để sử dụng sinh hoạt gia đình đấy. À, hai vợ chồng này chặt chặt cái đào đấy à? À chặt rồi. À, thế là vậy là ngon rồi. Không có chặt à? Ừ đúng rồi, phải chặt cái cây này đi thì những cái lá ở trên tấm bạt xăng này thì mới không bẩn em ạ. Ừ, thế là sạch sẽ rồi. Hôm nào dọn cái này sạch sẽ đi nhá, xong là rửa chọn được sạch sạch để hưng nước mà ăn. Đấy, bởi vì ở đây là không có cái bể với lại không có thùng dự trữ nước. Xin chào hai vợ chồng nhá. Tối quá nhở? Ừ, thôi em đặt tạm ở đấy đó. Hai vợ chồng lại ừ nhá chứ à? Lại mở rộng sang bên này ra. Đam gì? Ừ, đúng rồi. Ô, khổ quá nhỉ. Một cái tấm bạt xanh thế này. Ngô này là vừa tế ra. Khô chưa? Chưa khô à? Cái này là để làm mấy ăn đúng không? À, chưa khô. Hết rồi thì làm như thế để khô. À, hết rồi phải tế ra để khô mới ăn à? À, thế là cái này là mấy hôm nữa là sai mày mới ăn đúng không? Ừ. Thế là tế hết cái hàng bên này ra à? À cái chỗ này là hôm nọ là rất là nhiều, bây giờ lấy hết ra đúng không? Ừ. Một số quả thì chuột vẫn là ăn gần hết rồi. Ô, chỗ lỗ này chả mưa chả vào nhà à? Chỗ sáng sáng này này. Rét hết rồi thì mưa thì vào đây. Mưa, ôi. Ướt hết đây nhờ. Nền ướt hết rồi. Thế là mưa là dột hết các bác ạ. Cho nên là hai vợ chồng ở một cái chỗ rất là khổ đấy. Ở ngay vết đá này, kể cả chỗ này mà làm nhà thì cũng cái đá này cũng khó, rất là khó phá em ạ. Bởi vì ở dưới này đá rất là to. Dưới này có đá nhiều đấy. Ừ, dưới này đá nhiều lắm. Đá rất là nhiều. Thế hôm nay vợ chồng không làm gì à? Hôm nay đi tàn củi về thôi. À, đi lấy củi về à? À. Thế là hai vợ chồng cứ mở rộng được một chút để nhà này thoáng hơn một chút. Thế là vẫn ăn mèm mén à? Vẫn ăn mèm mén rồi. À, vẫn mèm mén đúng không? À. Đây vẫn mèm mén các bác ạ. Thế đậu trước ăn còn không? Hết rồi. Hết rồi? Ừ, hết rồi. À, tưởng là nấu một bữa là ăn một tuần là không được đâu. Chua này là ăn đau bụng đấy. Cái chúa rồi thì không có rau nữa thì ăn rồi. Không có rau thì nước thôi. Không có rau uống nước à? Thế mùa này không có rau nữa à? Không có rau rồi. À, thế là không có rau. Giờ phải uống nước để cho chan mềm mén à? Ừ. Anh gửi phần quà của cô, một cô Hà Nội. À. Là cô gửi cho vợ chồng một bao gạo nhá. Ừ, thì xin anh nhá. Ừ. Đây là xin cô Hà Nội đấy. Thì xin cô nhá. Ở đây, ừ. Đây là thịt. Đây là 2 cân thịt nhá, 2 cân rưỡi. À. Ừ, đây là 2 cân rưỡi thịt nhá. Ừ. Đây là thịt đấy. Đây là 2 cân rưỡi nhá. Đây là. Đấy cho hai vợ chồng. Thì cô nhá. Đây là. Đây là gửi cái phần quà của cô ở dưới Hà Nội là có gửi ít tiền cho anh. À. Đấy mua một bao gạo này. À. Với lại 2 cân rưỡi thịt cho hai vợ chồng. À. Bởi vì cô bảo là xem hai vợ chồng rất là khổ. À. Không có rau ăn, với lại không có cái gì để ăn. À, cảm ơn. Rồi thế là cô Hà Nội là gửi cho hai vợ chồng nhá. Mình lấy mua gạo cho hai vợ chồng nhá. À, rất cảm ơn cô đã gửi cảm ơn cô nha. Tin tưởng Mỹ Linh đây thì gửi ít tiền cho Mỹ Linh thì hôm nay Mỹ Linh có mua ít một bao gạo 10 kg với lại mua 2 cân thịt rưỡi thịt 3 chỉ cho hai vợ chồng. Đấy, rất cảm ơn cô ở Hà Nội. Cảm ơn cô nhé. Là rất quan tâm với vợ chồng em tủa. Đấy, rất cảm ơn cô nhiều. Rồi. Thế xong là để ngâm muối luôn nhá. Bởi vì mình không có tủ lạnh là mình để như này là sợ mùi nhá. Bởi vì mùa này rất là nóng nên là rất là mùi. Nhá em nhá. Tí nó thái xong là bắt đầu ướp muối nhá.
bếp búa xong là mình hai vợ chồng ăn dần thôi. Vâng, nhá, không là hay là hai cân dưới này ăn không hết đâu. À, ăn không hết đâu. Thì... một bữa là ăn không hết đâu nhá. Đấy, cho nên là hai vợ chồng cũng phải là thái lên, vâng, xong là ướp muối lại. Vâng. Ừ. Không là sẽ mùi hết đấy. Vâng. Ừ. Không thì em ạ, đem đi rửa xong em làm luôn đi. Vâng. Ừ. Đây là em rửa xong là tí nữa thái luôn em ạ. Vâng. Ừ. Đấy, thịt quá, thịt ngon. Đấy, thịt ngon tuyệt vời luôn. Cái này ăn là hai vợ chồng ăn chắc là 3 ngày hay là 2 ngày thôi? 2 ngày, 3 ngày đấy. 2, 3 ngày nhỉ? Đấy. Ừ. Rửa xong là em thái đi. Xong là ướp muối nhá. Thế là hai vợ chồng có té bằng tay thì chả té mất 1 ngày chỗ này à? Ừ. À. Té bằng tay thôi. Té bằng tay thôi nhỉ. Tiếp vào ngồi để em cho lên chỗ cao nhá. Ừ, không là nước về là ẩm hết là không xay được mềm mén đâu. Ừ, buộc chặt không là để cao lên. Nhưng mà cẩn thận chuột ăn nhá. Ừ, đấy, bên trên này thì chuột ăn hết một số quả đấy rồi. Còn mới lói xương thôi. Em lấy cái mệt, rửa qua nước đi em. Rửa qua nước cái mệt xong là bắt đầu thái thịt để ướp muối. Thế là cái bạc này hai vợ chồng khác tự can đi à? Ờ, khác tự can đây. À. Dạo này họ còn thuê mình đi bể ngô nữa không? Không thuê rồi. Không thuê rồi à? À. Mùa này là họ cũng bể hết ngô rồi mà nhỉ? Bể hết rồi. À. Đúng rồi, em bê cái bàn về đây để lên cao cho sạch sẽ. Đấy, cho cái mệt lên. Xong rồi mình bắt đầu thái để ướp muối em nhá. Ướp muối xong là hai vợ chồng ăn dần nhá. Không là không có tủ lạnh mà sợ nó ôi mùi rất là nhanh. Rất nhỏ đấy. Nhỏ thế. Thế nhỏ thôi à. Rửa dao à? Ừ, cẩn thận nhá, vào tay nhá. Dao sắt lắm ấy. Cái dao này được bao nhiêu tháng không mài rồi? Lâu rồi. Lâu rồi á? Ừ. Có khi là vài năm rồi mà. Ừ. Vài năm không mài dao rồi. Ừ, không mài dao rồi. À. Như kiểu không có thịt ăn là không không thái thịt là không mài dao nhỉ? Ừ. À. Thịt quá ngon em nhở? Quá ngon tuyệt vời luôn. Cái dao này sắt lắm, cẩn thận vào tay nhá. Thái nhỏ nhỏ thôi. Đừng thái to quá. Thái nhỏ nhỏ thôi. Lâu ngày còn không để ăn thịt, có biết thái thịt không đấy? Ừ, lâu rồi không được ăn thịt, không biết bé bé thôi. À, biết thái thịt bé bé thôi à? Ừ. À. Cái này mà hai vợ chồng mà ăn thì chắc là được tầm 2 cân rưỡi. Mỗi một lần ăn thì hai vợ chồng khoảng 2 lạng. Ăn thì cũng được đấy, cứ được tuần đấy. Được rồi. Ừ, nếu mà để tủ lạnh thì cũng được một tuần đấy. Ừ. Ừ. Thái mà mỏng em nhá, đừng thái to quá. Ừ. Thái mỏng thôi. Mà mỏng thì em mới ăn được chứ. Ừ. Em thái to này là ăn cũng được thôi, nhưng mà thái quen thế, kiểu bà con trên này là hay thái dày. Ừ. Chắc khá là lâu mới được ăn cơm gạo nhờ. Ừ. Ừ. Lâu rồi chưa được ăn đâu. Lâu rồi chưa được ăn à? Ừ. À. Yeah.
ăn mềm mén thôi. Ăn mềm mén hả? Mềm mén cứ không đủ ăn nữa. Mềm mén cũng không đủ ăn nữa. Còn bé bé thôi. À, còn bé bé hả? À. Này gạo ngon đấy. Đấy là hai vợ chồng ăn thì là lấy cái bát về ấy, mỗi người là hai bát thì nhiều không? Bát thì hai vợ chồng thì ăn bát rưỡi thôi. Bởi vì cũng ăn ít mà. Ít thôi. Thế là lấy cái bơ này đông là một bơ đủ không? Bơ dứa thôi, tí nó lại phí. Ừ, ăn một bữa thôi mà. Đấy, được rồi. Ít tảnh sức thôi. Ăn nhiều, làm nhiều quá là mùa này nóng ăn không hết là nó bị ôi thiêu à? Nó phí à? Đấy, phải vo sạch đi nhá. Vo hai lần. Chó dầu á. Ừ, vo, ăn cái chó dầu. Đấy, vo hai lần thì mới sạch. Gạo này quá là thơm các bác ạ. Gạo này quá tuyệt vời luôn. Đấy, gạo này thì ăn thì không phải nghĩ rồi. Rất là thơm. Gạo này thơm quá các bác ạ. Gạo rất là thơm đây. Tiếp buộc vào nhá. Tí nó đổ là vấy hết ra nền là không lấy được lên đâu. Bởi vì nền toàn đất không bằng phẳng là không quét được lên đâu. Em để cái bì có một ít thịt mỡ nữa, ấy thịt nạc nữa. Không là ăn nó toàn mỡ quá. Không thì lấy cái bì mỡ này để làm thịt mỡ em ạ. À, làm mỡ đi. Đấy. Lấy cái này là thái nhỏ xong là bữa đầu là rán lên để làm mỡ. Ừ. Cái dao này nói chung là cũng rất là lâu là mới được thấy thịt, hôm nay là thấy thịt là hơi dai ấy nhỉ. Đấy, cái này là tí nữa để thái để làm mỡ thôi, rang làm mỡ, rán mỡ lên. Em cắt nhỏ đấy chứ, thì mới ấy chứ, mới thái được chứ. Để miếng này là rất là to đấy. Này là tí nữa cho muối vào, ướp muối nhá. Ướp muối vào. Đây mà thái mỏng mỏng thôi. Đừng thái dày quá. Dày quá là mùa này là tí nữa mình ướp muối không thấm được là nó sẽ rất là mùi. Bởi vì mình không có tủ lạnh. Để cho nên là phải thấy mỏng mỏng thôi. Nó mới không bị mùi. Cứ muối nó mới thấm, mới ngấm được. Cái này em phải cắt thành miếng như thế này chứ. Em không, từ từ. Em ngược thớ rồi, em cắt như thế này. Cắt như thế này này, đúng rồi. Đúng rồi, cắt như thế này, đúng rồi. Đấy, thì nó mới thấy ngược thớ thì mình ăn thịt nó mới mềm chứ. Cùng thớ là ăn nó dai lắm. Đấy, lọc từng miếng như này mình thấy nhanh không? Đấy, hôm nào hai vợ chồng đi chợ mua một cái đá mài đi. Gửi lắm lúc mà các bác ở dưới xuôi mà gửi thịt hay là gửi đồ lên đây thì mình mới có cái con dao để thấy thịt hay là thấy dao. Đấy,
Lúc nào có tiền đi mua. Ừ, lúc nào đi mua con dao hay là mua cái đá mài đi. Cả gia đình mua một con dao này thôi à? Mua một con dao này thôi. Mua con dao này thôi. Có tiền mua thì mua một con dao này cứ rất hết này thôi. À, chỗ đấy hỏng hết rồi à? Ừ, hỏng hết này. À, cái này là phải mài lại đi. Đấy, lấy cái đá mài về mài lại. Cái đi em cắt em ấy đi. Cắt một em cắt đứt đoạn đấy. Đoạn trên. Đoạn này này đấy, cắt đứt xong lại bắt đầu xẻ đôi ra. Đấy, đúng rồi, xẻ đôi xẻ theo chiều dài này này. Đúng rồi. Cắt kiểu đấy thì cái miếng thịt nó mới nhỏ đi. Mới ướp muối nó mới ngấm. Ừ. Đấy, đúng rồi, thái kiểu đấy. Thái mỏng mỏng thôi. Rồi sao vợ chồng khi nào đi mua cho vợ chồng con dao lưỡi bằng nhá. Ừ. Ừ, cái con dao mà bọng chửa này là thái thịt hơi khó. Ừ, cái này thật thì khó lắm. Cái thịt khó lắm. Ừ. Rồi cái lưỡi bằng kia là thái nó mới mới nhanh. Ừ. Bây giờ là cơm bắt đầu sôi rồi các bác ạ. Đây, đấy. Đây là gạo của bác Hà Nội gửi lên. Đây, gạo thì đang sôi rồi, vợ chồng thì hiện tại cũng hơn 5 giờ, hơn 17 giờ rồi. Đấy, cũng nấu cơm luôn. Để hai vợ chồng ăn cơm tối đó các bác. Đúng rồi, em lấy cái nằm này em ướp muối vào nhá. Không là tí nữa mùa này rất là nóng là bị ôi hết đấy, là không ăn được. Thêm tí muối nữa. Đấy, bằng đấy đủ rồi. Rồi xong lấy tay bóp đều vào. Đấy, lấy tay bóp đều vào đấy. Cái này mà hai vợ chồng ăn thì được 4-5 ngày. Bởi vì có hai vợ chồng thôi. Đấy, em lấy cái tô về. Cho vào cái tô đẩy nắp cái kín vào. Chứ không là mùa này là nóng nữa. Và rất là khó ăn. Đồ cất trên đấy à? À, cho vào bao kìa. À. Không có chạm bát phải cho vào bao nhỉ? À, không có gì để là phải cho vào đấy à? Em phải lấy kia to to mới đựng mới hết. Ở đấy, cái đấy đựng hết đấy. Để kín quá nhỉ. Thế này thì chỉ có chuột mới thấy thôi chứ người không thấy đâu nhỉ. À, để quá cẩn thận. Em không rửa qua à? Rửa trước rồi. À, rửa trước rồi à? À. Đấy, cho đấy lúc mà vào chậu đấy. Cứ để cẩn thận nhá, không là chuột ăn hết đấy. Ừ. Ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu ra thôi. Ừ. Ăn bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Đúng rồi, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu ra. Không thì không có nắp thì em lấy cái túi bóng bột lên trên xong rồi lấy cái dây bột bên dưới được rồi. Đấy. Đấy, không nào lấy cái dây bột vào nữa là được. Đấy, ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu ra nhá. Ừ. Đấy, cơm mà thịt cũng nấu chín rồi các bác ạ. Đấy, cơm này chín hết rồi. Đấy, do là không được đảo nên là cơm không được đẹp cho lắm. Mong các bác rất thông cảm. Đây là thịt à? Đây là thịt. À, ớt luộc hả? Sao không xào ngon hơn?
Thế luộc luộc ăn tiết kiệm à? À, thế này vợ chồng luộc để ăn tiết kiệm các bác ạ. Bởi vì chẳng mấy khi để ăn thịt cho nên là phải luộc thì mới có nước canh. Đấy. Mới có nước canh để uống đi. Đấy, một lần thì cũng ăn ở dưới mặt đất các bác ạ. Đấy, thì hôm nay thì hai vợ chồng cũng ăn trên bàn rồi. Đấy, thì Mỹ Linh cũng vào đây thì Mỹ Linh cũng hay khuyên bảo là hai vợ chồng thì cái bàn thì cũng bé bé thôi, hai vợ chồng thì chẳng mấy có bao nhiêu thứ để bày nữa. Đấy, thì hai vợ chồng ăn đi. Ăn đi, bọn anh ăn rồi. Ăn đi. Bọn anh ăn rồi, anh mới lấy quà của cô Hà Nội gửi vào đây. Ừ, no rồi. Ăn đi. Ừ, ăn đi, hai vợ chồng khác ăn nhá. Ừ. Sao lúc nãy không luộc thì nhiều một tí? Nhưng mà lâu mới được ăn một tí thì phải ăn đến ăn bé thà. À, chẳng mấy khi được ăn thịt nên là phải ăn một tí để luộc để lấy nước canh ăn ngon cơm hả? Ừ. À, ăn tiết kiệm quá. Ừ. Thế này thì hai cân rưỡi thịt kia để bọn em gia đình hai vợ chồng em phải ăn một tuần mới hết mà. Ừ. Lâu mới được ăn thì phải ăn như thế để ăn bé mới được ăn lâu. À, chẳng mấy khi được ăn thịt cho nên là phải lấy một tí để làm canh thôi đúng không? Ừ. Làm canh như thế. Làm canh thì ăn để ngon miệng thôi đúng không? Ừ. À. Đấy, đây là hai vợ chồng ăn rất tiết kiệm các bác ạ. Chẳng mấy khi để ăn thịt cho nên là em tủa cũng có nói là ăn một ít thôi để ngon cơm thôi, ngon miệng thôi. Chứ ăn nhiều thì sợ hết thì sau này không có ăn nữa. Ta ăn rau với cơm thì sợ không ăn được, không nuốt được cơm ấy. Đấy. Nói chung là hai vợ chồng biết tiết kiệm như thế thì cũng tốt. Thế còn cái mỡ kia thì còn cái mớ kia tí nữa vợ chồng ăn cơm xong là rán lên nhá. Ừ, không là nó sẽ mùi đấy. Rán lên để thành mớ. Đấy, còn cái bì thì lúc nãy em tủa cũng có thái. Mỹ Linh có dặn là thái để cái mớ này ra để rán mớ các bác ạ. Với còn cái nạp thì mình có thể là sẽ tận dụng để ăn làm rau ăn. Nếu sao luộc thì là cho muối trước nhá. Ừ, thì khi mà thịt chín thì canh nước nó mới ngon. À. Nó mới ngấm vào thịt mới ngon nhá. À. Ừ. Cơm này nấu hơi nhiều đấy. Hai vợ chồng thì là sau là nấu một bát thôi. À. Đấy, lúc nãy là nấu một bơ thôi. Lúc nãy là bơ dưới thì hơi nhiều. Đấy. Thì ngon không? Ngon à? Ừ. À. Được bao lâu rồi bây giờ mới được ăn thịt đấy? Được mấy tuần rồi. Mấy tuần rồi à? Thế mấy tuần rồi giờ mới được ăn thịt đấy nhỉ? À. Thế là gia đình không có bát tỏa ăn thịt à? Không có đâu. Không có á? Ừ. Đũa không có à? Không có đũa. À cũng không có đũa. Đũa không có, bát không có. Chỉ có mấy cái tô như này thôi à? Có mấy cái tô này thôi. Mấy cái tô nhện này thôi á? À. Thế thằng nào thấy hai vợ chồng toàn ăn bằng thìa à? Hóa ra là gia đình không có bát ăn các bác ạ. Không có bát ăn cơm với lại không có đũa. Cho nên là hai vợ chồng bữa nào Mỹ Linh vào đây thì cũng gặp ăn trưa với ăn tối thì cũng toàn ăn thìa thôi. Đấy, vợ chồng nói chung là cũng rất hoàn cảnh các bác ạ. Đây, sinh con thì con cũng mất hết rồi. Đấy, căn nhà thì chỉ có một tấm bạt như vậy thôi. Cuộc sống các bác ạ, khi nào mới gọi là vươn lên được đây. Thế vợ chồng bây giờ là không ai thuê mình bẻ ngô nữa thì bây giờ không kiếm cái gì làm à? Không kiếm cái gì làm rồi, không có rồi. Không có rồi á? Ừ. Thế không đi, em không đi làm phụ xây được mà. Nhưng mà không biết thì không đi đâu. Không biết tiếng không đi à? Ừ. À, gọi là không biết tiếng Kinh là không đi à? Ừ. Thì mình đi thì trong cái đội đấy cũng có người mong mình mà. Phải đi làm chứ. Phải đi làm thì mình mới có tiền để về sửa nhà chứ. Ở nhà là không có tiền sửa nhà đâu nhá. Ừ. Phải đi phụ xây được mà. Mà đấy.
thích đi nhưng mà không biết tiếng, kinh thì không biết đi như thế nào, không đi được đâu. À, là cũng muốn đi làm nhưng mà do là không biết tiếng đúng không? Ừ. À, không thì về Hà Giang được gần được mà em, không phải về Hà Nội. Đấy không thì xuống Hà Nội, có một cô ở Hà Nội có nói là đấy, em xuống đấy thì cô xin em làm một chân bảo vệ đấy. Đấy, chứ làm bảo vệ cũng được mà. Một tháng 3-4 triệu còn hơn là ở nhà. Đi bể ngô được một ngày được 6-70 nghìn. Đúng không? Đấy, đi bể ngô vất vả lắm. Cho nên là mình về dưới kia đi làm bảo vệ thì nó nhàn mà. Một ngày mình chỉ được làm hơi lâu thôi, thiếu tiếng thì 8 tiếng một ca. Đấy, nó nhàn hơn là ở nhà đi bể ngô mệt lắm. Nhà nóng quá mới đi bể ngô. À, nóng quá cũng phải bể ngô nhỉ? Không là đi là không có tiền đúng không? À. Đấy là hai vợ chồng hôm trước thì mới đi xuống đây thì cũng đoạn này cũng chưa làm các bác ạ, cũng chưa kéo dài ra. Đấy, bởi vì nhà rất là chật hẹp. Cho nên hai vợ chồng thì cũng chặt hết cái đào này đi rồi. Đấy, cái đào này là hôm nọ Mỹ Linh có bảo là cũng có dặn là phải chặt hết cái đào này đi. Đấy, không là những cái lá xung xoe ở trên mái nhà này là nước lại đụng trên này uống nữa là rất là không thể sạch, rất là mất vệ sinh. Nhưng cho nên là Mỹ Linh hôm nọ cũng có dặn là chặt hết tất cả những cái đào này đi. Cái cành đào này ấy, là nó ngang qua cái xà bên này rồi các bác ạ. Gió mà thổ phát nữa là sẽ để lên cái mái nhà, cái mái bạc này là sẽ hai vợ chồng ngủ bên dưới là rất là nguy hiểm, bởi vì cái cây này rất là nặng, rất là to mà rất là nặng. Đấy, cho nên là mình cũng đã dặn hai vợ chồng thì cũng hai vợ chồng cũng chặt hết đi rồi. Đấy, chặt đi xong là hai vợ chồng cũng mở rộng đầu bên này nữa, nhưng mà chỉ cao bằng bạc thôi. À, hai vợ chồng cũng kéo cái này dày ra để hướng nước vào trọng các bác ạ, bởi vì không có nước uống. À, hóa ra là mở rộng cái này ra để lấy cái bạc này hướng nước để chảy xuống cái chậu thì mới có nước ăn nước dùng các bác. Đấy, thế là vợ chồng chạc cái đào này thì cũng được khá nhiều củi các bác ạ. Đấy, cái đào này là chặt xuống là được một đống củi đây rồi, rất là nhiều đây. Đấy, còn một cành đây nữa, một chiếc khô. Đấy, một đống ở cành ở trên kia nữa. Thế bởi vì đây là núi các bác, đây là chân núi, đá mà lăn xuống đây là rất nguy hiểm. Đấy, cũng rất là nguy hiểm các bác ạ. Đấy, nhà thì các bác xem nhà này rất là thương hai vợ chồng, là dùng dây thép buộc cái này thôi. Đấy, ở rất là lâu đây rồi, hơn 2 năm trời đây rồi các bác, rất là thương hai vợ chồng. Đấy, rất là mong được sự giúp đỡ của cô bác anh chị trong và ngoài nước để cho gia đình nhà em Tủa có căn nhà trên lá trên mưa, ổn định cuộc sống cho hai vợ chồng. Cái chậu nước này là hai vợ chồng tưởng sẽ lấy cái bạc này hướng nước này để làm nước ăn các bác ạ. Đấy, cho nên là cũng không có nước và không có bể để chứa nữa. Và rất là thương hoàn cảnh hai vợ chồng. Vợ chồng ăn nhanh đấy. Ăn thôi rồi. Anh phải đi một vòng ra ngoài mà đi xem cái cây đào chặt thế nào mà chặt như thế nào mà hai vợ chồng ăn xong rồi. Ăn xong rồi ăn ít. Cái đào chặt cũng khá nhiều củi nhỉ? Ừ, có nhiều mà. Được một đống đằng sau đấy nhỉ? Đấy, chặt được khá nhiều củi. Cũng ở đây hai vợ chồng khá lâu rồi. Thế thì anh cũng anh em cũng xin phép hai vợ chồng nhé. Ừ, em nhớ bảo quản cái thịt của cô kia ở cô Hà Nội kia gửi thịt lên đấy thì em nhớ bảo quản cho ấy nhá. Cho ướp muối này. Xong là để vông vào các thứ nhá, không là mùa này là không có tủ lạnh lại là để đấy là ôi lên là không ăn được đâu nhá. Nhá. Đấy, hôm nay là rất là được sự quan tâm của một cái bác ở Hà Nội. Thì rất quan tâm mà hai vợ chồng em thì cũng đã gửi cho anh ít quà. Ít tiền ấy để anh mua về cho vợ chồng em rồi. Đấy, cho nên là hai vợ chồng cũng phải là chịu khó làm ăn đấy nhá. Mày còn trẻ. Đấy, cũng phải đi kiếm ít tiền để sau này mới sửa được cái nhà này nhá. Thế bởi vì đây toàn bạc là bạc các thứ thôi. Cái này mà trẻ không cẩn thận gió to là bay hết cả bạc em nhá. Thế cái bạc này em can ở có cái chậu kia để hương nước à? À, chắc để hương nước ngoài kia đúng không? Để hương nước bên kia. À, hương nước để ăn đúng không? Nhá.
Thế là xin chào hai vợ chồng nhá. Ừ, hai anh em mình về đi. Ừ. Nhá. Những cái này là em bỏ hết đi đi. Những cái tà ma này, cái này là nó chỉ là cái gọi là người thầy cũng đã lừa mình thôi, chứ em đừng có để những cái này nó bẩn hết cả cái giường ngủ này. Nhá. Đây, bỏ hết cái này đi đi. Những cái này là ma quỷ gì ở đây? Đây là người ta lừa mình lấy tống tiền mình thôi. Người ta lừa mình lấy tiền thôi chứ nó không thực tế đâu. Ốm đau là cứ đi bệnh viện là khắc khỏi hết. Nhá. Ừ. Không phải là cứ nhờ ma quỷ là mình khỏi được đâu. Ma quỷ, ma trai này thì cũng là lừa tiền thôi, đừng có tin chúng nó nhá. Ừ, nhá. Xin chào vợ chồng nhá. Ừ, anh về đây. Ừ. Tí nữa rửa sạch cái trọng này đi. Rửa hết cái này đi, xong là cái bạc này nữa, cái bẩn trên này này. Rửa hết xong là mình mới có nước để sử dụng. Ừ, khi nào mà đầy thì em lại cho vào cái can trong nhá. Ừ, nhá. Ừ, em về đây. Ừ, xin chào nhá. Ừ. Đấy, thì là Mỹ Linh cũng gửi phần quà của một bác ở Hà Nội cho hai vợ chồng em Tùa. À, có vợ là 12 tuổi là lấy nhau, nhưng mà do hai đứa con nó mất hết rồi các bác ạ. Cho nên là hôm nay hai anh em Mỹ Linh tranh thủ lúc trời không mưa thì có về đây. Đấy. Thì rất là mong được các bác xem được thước phim này của Mỹ Linh. Rất là mong được các bác ủng hộ, đăng ký kênh và một lượt cái bình luận để Mỹ Linh có động lực làm nhiều video hay hơn cho tất cả các bác cùng biết đến cái cuộc sống ở trên vùng cao Mỹ Linh này ạ. Mỹ Linh xin chào tất cả các bác anh chị nhé. Rồi hai anh em tiếp tục hành trình con đường tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người nhé.